Xin kính chào các bạn đã đến với kênh Tiết Chế Official nha. Và video này mình xin giới thiệu các bạn cách làm kỹ xảo kính lúp soi thấu điện thoại nha. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái demo trước. Đó, thì các bạn có thể thấy nội dung kỹ xảo hôm nay là cái màn hình điện thoại hiện tại là màu đen. Khi mà kính lúp đưa qua thì cái màn hình điện thoại nó sẽ sáng cái vùng của cái lúp. Ví dụ như là màn hình của chờ đi, màn hình tin nhắn, ví dụ đại loại vậy, các bạn hay làm phong phú hơn. Rồi đi làm thế nào? Bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn nha. Thì trước khi vào hướng dẫn, mình xin các bạn vào giấy đi tìm từ khóa Thiết Chế Official hoặc phía đầu bạn xem ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình hai tấm hình nha. Tấm hình thứ nhất là tấm hình phông xanh. Đây tấm hình phông xanh nè. Các bạn hãy lên Google để tải nó. Và tấm hình thứ hai là tấm hình chụp màn hình điện thoại. Ở đây mình sẽ sử dụng cái tấm hình, đây là hình nền điện thoại nha. Đó. Các bạn hãy sử dụng cái hình khác, ví dụ đọc tin nhắn, trộm nè. Ví dụ của bạn làm đó, các bạn hãy đăng trên group, trêu đùa bạn bè. Và cách setup là các bạn mở lại cho mình cái hình màu xanh nãy nha. Hình phông xanh đó. Đó. Các bạn phóng to hết sức có thể để cho nó tràn viền. Rồi các bạn để vào các bạn, hoặc cái điểm cố định cho cái màn hình điện thoại nó không bị rung lắc nha. Rồi bạn làm dây trong video nha. Đó, dùng cái lúc thì so qua so lại. Rồi, và đó là video gốc nha. Thì video gốc này mình sẽ để lên ở dưới phần mô tả cho các bạn tải để thực hành nha. Rồi tiếp theo là các bạn mở phần mềm After Effects cho mình nha. Rồi bạn import video nãy mình vừa quay nha. Nó video gốc nè. Import. Rồi các bạn import thêm một cái hình nãy là hình nền điện thoại ấy. Đấy. Rồi các bạn kéo thả video gốc ở dưới. Xong cái hình nền điện thoại ở dưới luôn. Thì rồi tiếp theo là cái nền đen, các bạn tạo cho mình nền đen bằng cách là ấn chuột phải, chọn new, chọn sâu. Phần color này các bạn chọn màu đen nha. Rồi các bạn ok. Đó. Nền đen này các bạn kéo xuống cuối cùng luôn. Tiếp theo là các bạn lập phông xanh nha. Các bạn tìm cho mình từ khóa là keyline ở phần effect và reset. Đó, keyline 1.2 nè. Rồi, các bạn kéo thả nó vào cái video gốc. Sau đó các bạn để ý cho mình cái phần screen color nè. Các bạn ấn cái bút. Rồi bạn chấm vào điểm xanh trên điện thoại các bạn nha. Đó. Thì lập tức nó sẽ lập phông xanh. Video mình chụp chặt nhỏ là cái đèn led của bàn phím nó màu xanh cũng trùng với cái màu xanh của bàn điện thoại luôn, nên khi lọc là cái đèn xanh này nó bị mất luôn. Mình phải tu lại nha. Đó, cái đèn xanh nè. Bây giờ mình sẽ làm thế nào để khi mà lọc phông xanh của điện thoại không ảnh hưởng đến bàn phím. Rồi các bạn nhân đôi cái video gốc lên nha. Copy paste. Đó, các bạn nhấp vào cái video đầu tiên, các bạn ấn vào cái hình nút vuông nè, phím tắt là Q. Đó, phím tắt Q. Các bạn khoanh dùng cái bàn phím cho mình nha. Đó, khoanh dùng. Ở đây mình sẽ khoanh dùng tới cái mép luôn. Thì bây giờ là cái đầu tiên là cái bàn phím nha. Mình sẽ đổi tên để tránh nhầm lẫn khi edit. Bàn phím. Rồi, thì cái thứ hai là cái điện thoại nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lọc phông xanh nha. Các bạn ấn lại cái phần screen color, cái phần cái bút nè. Các bạn nhấp vào cái phông xanh cho mình. Thì lập tức cái phông xanh của điện thoại nó sẽ lọc ra, mà cái bàn phím sẽ không ảnh hưởng gì hết, do mình đã nhân đo bàn phím lên rồi. Đấy, bàn phím nè. Mình sẽ ẩn thử coi. Đó, lập tức nó sẽ bị lọc luôn, mình sẽ mở lên lại. Rồi tiếp theo là các bạn căn chỉnh cái hình chụp màn hình á. Hồi nãy mình vừa nói với bạn á, cho nó khớp với khung sườn của điện thoại. Đó. Để thu nhỏ lại. Khi bạn thu nhỏ là bạn ấn shift để cho nó đều nha. Giữ shift, kéo qua, đó. Đúng ra là mình sẽ làm trên cái Photoshop để cho nó chuẩn kích thước nha. Nhưng mà ở đây là mình làm demo cho các bạn hay dùng Photoshop để căn chỉnh cho nó khớp nha. Rồi, vậy cũng ok rồi. Thì tiếp theo là phần kỹ xảo nha. Bây giờ sẽ làm cho cái hình nền điện thoại hiển thị trong cái lúp nha. Còn ngoài cái lúp là sẽ hiển thị cái nền đen. Rồi các bạn ghê cho mình cái đến cái phần mà cái lúp mà đưa vào điện thoại á.
Nó lúc này nha, lúc này là cái lúc nó đã bắt đầu đưa vào điện thoại nè, cứ bị nhấp vào cái nền điện thoại nè. Sau đó bạn tạo mát nha, tạo mát là bạn ấn phím G đó, phím G hoặc là bạn để theo chụp mình nè, gọi là cái bút nè, phím tắt là G bên tút đó. Rồi sau đó các bạn phóng to lên, các bạn khoanh dùng cho mình những cái điểm mà trong cái lúc nha. Đó, mình sẽ khoanh dùng những cái điểm trong cái lúc đó, thì lập tức là những cái điểm mà không được khoanh dùng như trong video đó sẽ đen. Lý do đen là do mình đã tạo cái nền đen nè. Nó nếu mà các bạn không tạo thì nó sẽ ra cái nền phông trắng tinh nè. Các bạn phải tạo cái nền đen nha. Đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ khoanh dùng những cái khung hình khác nha. Các bạn ấn Ctrl và nút điều hướng là bên đi phải. Nó sẽ ra một cái khung khác. Rồi tiếp theo là mình sẽ khoanh dùng nha. Trước khi khoanh dùng các bạn thả xuống cái phần nền điện thoại nào. Các bạn thả sụt xuống chữ mát. Mát. Các bạn ấn vào nút đồng hồ hết nha. Đồng hồ nè. Tiếp theo mình sẽ qua cái điểm mới. Các bạn ấn Ctrl nút điều hướng bên phải. Đó, sẽ ra cái khung mới nào. Rồi tiếp theo là mình sẽ tiếp tục là kéo những cái điểm này vào cái khung của cái lớp nha. Đó, các bạn mình thấy nè. Khi đưa cái khung vô thì cái màn hình điện thoại nó sẽ hiển thị nè. Đó, rồi bạn sang khung hình mới. Ctrl bên đi phải. Nó cứ mỗi lần vậy thì bạn điều chỉnh một lần cho mình nha. Này làm hơi lâu xíu, các bạn cần kiên nhẫn, kiên trì nha. Để tạo ra một cái video kỹ xảo đẹp. Rồi bây giờ mình đi demo tới đây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xem lại cái phần mà những gì mình đã khoanh dùng nha. Đó. Các bạn hãy thấy nè. Khi mà bạn làm xong thì nó sẽ như vậy nha. Đó. Nó khá là đẹp. Rồi sau đó các bạn xuất video thôi nha. Video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy ấn nút like cho video này và ấn nút đăng ký đồng hồ cho mình nha. Chào các bạn.